Thưa quý vị và các bạn, làng Đại Đồng hay còn gọi là làng Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm không chỉ lưu giữ được cảnh quan đặc trưng của ngôi làng Việt cổ đồng bằng Bắc Bộ mà còn thực hành được những nghi lễ tín ngưỡng truyền thống từ nhiều đời qua. Đầu xuân, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chảy hội làng Nôm để thấy được những nét đặc sắc về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nơi đây cũng như trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau lễ rước nước từ chùa Nôm về bao tái cho thành hoàng làng được kính cẩn thờ tại đỉnh Tam Tàng, sáng 11 tháng Giêng, người dân làng Nôm lại rước thánh ra chùa để lễ Phật và thỉnh mời mẫu thân cùng phu nhân của ngài về dự hội làng, hiến hưởng lòng thành cúng lễ của nhân dân và du khách thập phương. Đoàn rước đi giữa một không gian mang đậm đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với cây đa, bến nước sân đình, cổng làng tiếng nước, cầu đá, chợ quê, nhà thờ cô kính. Du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội lần đầu không khỏi bất ngờ với một không gian thấm đẫm những giá trị truyền thống của làng quê xưa. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lễ hội như thế này. Tôi rất thích cảnh rước kiệu quanh làng và phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi lần đầu tiên tham dự lễ hội làng Nôm, tôi thấy là rất là xúc động bởi vì đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, quý và quý báu của làng Nôm cũng như của dân tộc ta. Tôi ấn tượng nhất là cái sự trang trọng, hoành tráng cũng như là rất là đẹp và truyền thống. Có điều kiện chúng tôi sẽ rủ nhau lại đến. Lễ hội làng Nôm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội gắn liền với di tích đình làng, nơi thờ thành hoàng làng là Đức Thánh Tam Tàng, vị tướng thao lược toàn tài thời Hai Bà Trưng, đồng thời kết nối với linh thông cổ tự hay còn gọi là chùa Nôm, một điểm đến hấp dẫn du khách nhiều năm qua. Lễ hội làng Nôm này nó mang một tính chất lịch sử là từ đời Bà Trưng. Khi mà có thần hoàng ở đây là có cái đền để thờ thì là có cái lễ hội hàng năm, là chúng tôi năm nào cũng tổ chức, chỉ có vừa rồi là có 2 năm bị dừng thôi. Nếu cảnh quan làng Nôm là một báu vật cổ truyền giữa cuộc sống hiện đại thì lễ hội làng Nôm cùng những tập tục lễ nghi vẫn đang được thực hành nơi đây là phần hồn sống động cho báu vật ấy. Đến với làng Nôm, hòa mình vào với hội làng là trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc.